Xin chào các bạn. Bữa hôm nay hai vợ chồng mình được đi làm về sớm nên tụi mình đi chơi các bạn ơi. Thì bữa hôm nay là thứ tư rồi thì tụi mình sẽ đi chơi ở một cái chỗ này, nó gọi là Dave & Buster, có nghĩa là địch và địch. Có nghĩa là địch và bịch các bạn. Đó là tiếng Việt mình dịch như vậy. Thì mình sẽ không đi bằng chiếc xe xanh này nữa, mình sẽ đi bằng chiếc xe mui trần của mình các bạn nhé. Thì bữa nay trời rất là sáng các bạn. Các bạn nhìn nè. Trăng thanh, gió mát, gió thổi vi vu đó. Bây giờ là người người ta chưa đi làm về các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đề máy xe rồi chuẩn bị. Các bạn thấy đây là cái khu nhà trọ mình sống. Thì có nhiều bạn hỏi mình tại sao phải sống ở nhà trọ, thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe nha. Ok, thì nói thật sự khi mà các bạn biết không, tại sao mình hay so sánh giữa Việt Nam và Mỹ các bạn? Tại sao mình hay so sánh giữa Việt Nam và Mỹ? Cũng giống như khi mà người Việt Nam nghe mình nói á là mình ở nhà trọ, thì cái câu đầu tiên người Việt Nam mình nói là: trời, cái thằng đó nó ở nhà trọ kìa, cái thằng đó nó ở nhà trọ kìa. Nhưng mà đối với người Mỹ á, họ nghe mình ở nhà trọ, họ nói: ồ, mày ở nhà trọ đó hả? Rất là bình thường, các bạn hiểu không? Thì nói thật sự với các bạn, đối với người Mỹ á, họ ở nhà trọ nó không có gì gọi là nghèo nàn cả. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình á, những người mà ở nhà trọ có nghĩa là họ rất là nghèo các bạn, họ rất là nghèo. Bây giờ mình đợi cái xe. Mình sẽ vừa chạy xe vừa quay phim luôn các bạn. Bây giờ cái chiếc xe này là xe số tự động, bây giờ mình sẽ gạt về nó là số tự động các bạn ha. Mình gạt về chữ lui đi. Mặc dù người ta nói là đừng. Ok, giờ mình chạy xe. Ok. Rồi các bạn ơi, giờ mình đậu xe ở đây để cho vợ mình ra đó. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình tại sao anh lại ở nhà trọ mà anh không mua có mua nhà các bạn. Thì mình sẽ trả lời cho các bạn, đó chính là tại vì bây giờ đó mình đang mở tiệm. Thì ông bà người ta nói là phải an cư rồi mới lập nghiệp các bạn. Tức là phải các bạn phải có căn nhà trước các bạn mới lập được sự nghiệp. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, nó khác với bên Việt Nam. Các bạn bên Việt Nam á, thì người ta nói là an cư rồi mới lập nghiệp, có nghĩa là các bạn phải có nhà cửa ổn định rồi các bạn mới phát triển sự nghiệp ở đó. Nhưng mà đối với người Mỹ á, họ khác, các bạn phải có sự nghiệp trước rồi các bạn mới mua nhà sau. Tại vì các bạn biết không, cái là những tỷ phú họ chia sẻ với mình, họ nói là bây giờ các bạn mua một căn nhà rồi các bạn phải đi làm mỗi tháng để trả căn nhà đó. Trong khi đó tại sao các bạn không khởi nghiệp và các bạn lại lấy cái tiền đó các bạn đi làm ăn nữa, và sau này 1-2 năm sau cái sự nghiệp của các bạn lên rồi, lúc đó các bạn muốn mua căn nhà bao nhiêu tiền cũng được. Trong khi đó bây giờ các bạn không có sự nghiệp thì các bạn gán mua căn nhà thì là đẹp, và các bạn đi làm để trả tiền cho căn nhà đó, nó sẽ làm các bạn mệt mỏi và các bạn sẽ bị kiệt sức. Trong khi đó tại sao các bạn không đi làm để có nhiều tiền và sau đó mấy năm sau các bạn có thể mua những thứ mà các bạn muốn. Các bạn thấy không? Đó là những cái mà bài học của những tỷ phú chia sẻ cho mình. Đó là lý do tại sao mình phải mua tiệm trước khi mua nhà. Mình mua tiệm xong rồi, cái tiệm làm ăn được rồi, nó lên rồi, thì lúc này mình muốn mua căn nhà bao nhiêu tiền cũng được. Các bạn thấy hay không? Đó. Còn nếu mà hồi xưa á, khi mà mình chưa mua tiệm mà mình mua nhà đó, thì cái số tiền mà mình mua nhà nó chỉ nằm ở trong một khoản nhất định thôi, tại vì cái tiền lương của mình nó chẳng cao nữa đó, bởi vì cái nhà của mình nó cũng chẳng thể nào bự hơn được nữa. Trong khi bây giờ mình đã có tiệm rồi thì cái tiền mua nhà nó có thể cao hơn. Các bạn hiểu không? Đó đúng là những tỷ phú á, bởi vì người ta gọi họ là tỷ phú là không sai các bạn, họ tính là như thần vậy đó. Ok, thì đây là cái khu nhà mướn mình mướn các bạn. Các bạn thấy không, những cái người mà ở nhà mướn á, họ không phải là nghèo đâu nha các bạn nhìn mấy ông hàng xóm của mình à. Các bạn thấy họ chạy xe dữ dội không? Đó. Đây là những cái xe mà họ đậu ở đây nè. Tại sao những người này họ không mua nhà mà họ lại ở nhà mướn các bạn? Mình nói thí dụ như cái nhà Trung Quốc này đi. Cái nhà Trung Quốc này họ mới dọn tới 2 tuần các bạn. Họ từ tiểu bang khác, các bạn thấy không? Các bạn số của họ là từ tiểu bang khác. Họ qua đây họ làm ăn. Nhưng mà họ làm có mấy năm họ đi về, bây giờ họ không mua nhà. Đó. Trong cái kệ, hơi khỏi. Trong cái kệ kế cái cửa. Thì đó là lý do tại sao họ không mua nhà các bạn. Họ tại vì họ chỉ sống ở đây 1-2 năm để lấy kinh nghiệm thôi, hay là họ làm ăn thôi và họ đi về tiểu bang họ.
bởi vì họ không mua nhà ở đây. Và cái tiện nghi duy nhất là cái căn nhà mướn đó, các bạn thấy không? Bởi vì khi mà người Mỹ nghe các bạn sống nhà mướn á thì họ nói là ồ bình thường thôi, trong khi đó các bạn nghe mình sống ở nhà mướn á thì các bạn nói là trời, cái thằng này sống nhà mướn kìa, cái thằng này sống nhà mướn kìa. Đó chính là lý do tại sao mình hay phân biệt giữa người Việt Nam và người Mỹ, các bạn thấy không? Hai nước là hai cái văn hóa khác nhau, hai cái văn hóa khác nhau các bạn nhé. Thì mỗi một nước là mỗi một văn hóa. Đó lý do tại sao giống như người Việt Nam mình á, khi mà họ nghe mình nói á, họ giống như người Việt Nam mình á, khi mà mình nghèo hơn họ thì họ chơi mình, giống như bây giờ mình đã nhà mướn không, thì họ lên mạng họ nói trời thằng này ở nhà mướn mà nó nổ quá, ở nhà mướn mà nó nổ quá. Trong khi đó người Mỹ á, thì họ nói ồ ở nhà mướn bình thường thôi. Các bạn thấy không, mình nghèo, mình ở nhà mướn mình nghèo hơn họ thì họ lại chơi mình. Rồi sau đó mình vào ở ngõ thì nói cái thằng này nó nổ quá, cái thằng này nó chảnh mà nó khoe cổ quà. Các bạn thấy không, đó chính là cái lý do tại sao lúc nào cái video của mình á cũng là ngay cái cửa cái kệ đó nó có mấy cái hộp đó. Đó là lý do tại sao lúc nào mình cũng phân biệt giữa giàu và nghèo các bạn. Bây giờ mình sẽ đậu chiếc xe mình đây đi các bạn ơi, không có ai lấy hết. Các bạn thấy ở Mỹ nó rất là yên tĩnh không? Mình đã đậu chiếc xe của mình ở ngoài xăng và mình đi vô trong nhà. Bây giờ mình đi ra, chiếc xe mình nó vẫn nằm yên re. Nó không hề bị mất các bạn. Mà mình mở mui trần luôn nha, mình không có đóng mui các bạn. Đó. Bữa hôm nay mình sẽ cho vợ mình lái nữa. Các bạn nhìn nè. Các bạn thấy không, mình ở Mỹ là không cần phải khóa cái cửa gì á, không có ai lấy đồ mình hết, phải đồ cho để trong xe nè. Không cần khóa luôn, các bạn thấy không? Nếu mà nó lấy thì nó lấy nguyên chiếc xe, nó lấy mấy đồ trong đây làm chi. Khóa cửa chưa? Ok, bây giờ hai vợ chồng mình đi chơi các bạn ơi. Tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp nha. Ok. Cắt vô cái nhà phải không? Ok, bây giờ mình đi. Hello. Thì xung quanh đây có rất nhiều người đủ sắc tộc các bạn, có người Ấn Độ nữa. Bây giờ mình quay với các bạn người Ấn Độ. Vợ mình bữa nay sẽ lái xe nữa, mình là tài xế phụ thôi các bạn. Xe nó kêu dữ ta. Ok. Các bạn chờ mình tí xíu nha. Để mình thắt dây an toàn đó. Ok các bạn ơi, hãy cùng cái sóng của em hơi thấp á. Này nó không. Hãy cùng hai vợ chồng mình đi trên này đây này đi. Anh muốn đeo này hả? À. Bây giờ để mình đeo cái kiếm của vợ mình đây. Ồ. Oh. Anh này nó có cái này anh đeo đẹp nè. Các bạn thấy mình đeo cái kiếm. Ô, em đeo có đẹp á. Em đeo này xấu rồi. Đâu em đeo nó đẹp đẹp. Nó nhỏ xíu rồi, cái mặt em to. Không dám đâu. Đâu em đeo cái đó mới ngầu em. Con gái mà đeo này ngầu các bạn ha. Đeo thì xấu. Anh coi cái địa chỉ thằng đâu nha. Ok, bây giờ mình vợ mình quên địa chỉ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bấm vô nó nằm ở xuống nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi đây các bạn nhé. Thì đây mình bấm vô đây nó sẽ chỉ đường mình đi. Các bạn thấy không? Nó sẽ chỉ đường mình là ở đây nó ghi tiếng Anh không các bạn. Ok, bây giờ mình đi có hai người à. Đây bắt kiếm này em khó chạy. Ok. Chạy đây. Mày nó clear hơn em dễ thấy. Ok, bây giờ mình khởi hành thôi. Thì cũng giống như mình đã nói ở tập trước các bạn ơi. Thì ở trong này á, nó có rất là nhiều bảng stop sign. Khi mà các bạn gặp bảng stop sign các bạn phải dừng lại, cái đó là cái luật nha các bạn. Ở bên Mỹ mà các bạn đi ở trên một cái đường mà các bạn gặp bảng stop á mà các bạn không dừng lại là các bạn bị phạm luật. Thì có cái anh Việt Nam kia, các bạn biết không, khi mà các bạn gặp bảng stop các bạn phải dừng lại một cái xong rồi bạn chạy tiếp. Để mình chỉ cho các bạn coi ha. Bây giờ mình đi tới nè, các bạn thấy không? Ồ, bên đây trời đẹp quá các bạn.
các bạn thấy trong khu nhà phát mạnh của mình không, quá trời xe luôn. Đây là khu nhà mình ở nè. Đó. Đó, bây giờ mình ra tới bảng stop sign. Cái luật của Mỹ là khi mà các bạn gặp cái bảng stop á, là các bạn phải dừng hẳn lại rồi mới chạy. Các bạn phải dừng lại một cái rồi mới chạy nha. Ok. Thì người nào mà tới trước thì người đó được chạy trước, giống như cái thằng đó nó tới sau là nó phải chạy sau mình. Cái đó là cái luật các bạn. Thì có một anh Việt Nam kia, ảnh mới chạy tới bảng stop sign và ảnh dừng lại các bạn. Nhưng mà có cái lần kia ảnh thấy đường vắng quá, ảnh mới chơi khôn các bạn, ảnh không dừng lại và ảnh lướt qua luôn. Thì vô tình là cảnh sát thọp ảnh các bạn. Cảnh sát thọp ảnh. Thì cảnh sát mới nói là tại sao mày thấy bảng stop sign mà mày không dừng lại. Thì cái anh Việt Nam này mới cãi là tao có chạy chậm từ từ rồi tao mới lướt qua. Cảnh sát nói là không có được như vậy, các bảng stop sign á là mày phải dừng lại hẳn luôn. Thì anh Việt Nam này mới cãi với cảnh sát là nhưng mà tôi có dừng lại từ từ rồi tôi mới chạy qua mà, thì cũng như vậy thôi. Thì cãi qua cãi lại, ông cảnh sát ổng bực quá, ổng mới lấy cái cây dùi cui ổng đập thằng đó. Ổng nói là bây giờ mày muốn tao đập mày từ từ hay là mày muốn tao dừng lại? Thì cái thằng Việt Nam nói là ôi tôi hiểu rồi tôi sẽ dừng lại. Đó là một câu chuyện về các bạn stop sign. Bữa hôm nay mình sẽ cho vợ mình chạy tiếp các bạn, tại vì lâu lâu vợ mình mới chạy xe một lần bởi vì hơi yếu ha. Em ơi, chào khán giả đi em. Hello mọi người, bữa nay mình đi chơi nữa các bạn ơi. Chắc phải đi đang ngủ. Đi đang ngủ lên. Mũi tẹt. Bữa nay mình có đem theo cái cây chống rung các bạn. Các bạn thấy cái quang cảnh đường xá của Mỹ nó đẹp không các bạn? Quá đẹp ha. Bữa nay tụi mình đi làm về trời nó còn sáng các bạn, mặt trời nó chưa xuống núi nữa. 2 tháng nữa. Ừ. Vài tuần nữa là trời nó bắt đầu nó hơi mát mát rồi các bạn. Bây giờ trời nó hơi hầm. Ừ. Thì mình đi chơi như vậy đó. Là vài bữa nữa trời nó lạnh là mình hết đi chơi, hết mở mui được các bạn ơi. Bữa nay là gió mát quá. Wow. Lát nữa ra highway, mình sẽ cho các bạn coi nó rất là mát luôn. Bây giờ mình thọ lại kìa. Gió mát nè. Gió rất là mát nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có tiền á, mua một chiếc xe mui trần chạy đi nó đã lắm. Ngồi xe mui trần nó cái cảm giác nó khác là như hơn là ngồi xe mui hông trần các bạn. Wow, các bạn thấy gió nó gió thổi nè, vù 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 luôn. Quá đã quá các bạn ơi. Wow, mát quá. Bây giờ mình sẽ đi highway 70 các bạn ha. Mình sẽ đi highway 70. Nó khác cái này. Thì mỗi lần khi mà các bạn ra highway nó sẽ chỉ cho các bạn. Ok, bữa nay mình sẽ khám phá nước Mỹ. Khám phá nước Mỹ, thành phố St. Louis. Bây giờ mình đi theo cái bản đồ nha các bạn. Cái bản đồ này nó đang chỉ là đi thẳng. Đi thẳng tới 70 các bạn thấy không? 70 East St. Louis. Thì ở đây là 7:19 là cái giờ hiện tại, 7:44 là sẽ tới, là 30 phút các bạn, 30 phút. Trời trong xanh, gió trong xanh, ở nơi nào thì cũng có nước, nước là nên sự sống trong ta. Hả? Ok. Thì mấy cái bắt kiến này mình đi với các bạn biết không, mình để ở trong xe luôn.
mình để ở trong xe này nè, à, thì không có ai lấy hết trơn á, bởi vì khỏi có lo hết rồi ha. Ok, để coi vợ mình đang chạy với vận tốc là bao nhiêu, 40 các bạn, là khoảng 60 cây số trên giờ. Vợ mình đang chạy với vận tốc là 60 cây số trên giờ. Ở xung quanh đường thì nó có rất là nhiều cửa hàng các bạn ơi, rất là nhiều cửa hàng. Quá, quá mát luôn, quá mát luôn các bạn. Wow, đã quá. Còn gì bằng nữa khi mà tự mình lái chiếc xe mui trần của mình các bạn, không cần phải để người ta lái cho mình đi chơi ha. Gió mạnh lắm. Bây giờ mình để cái máy quay đây đi. À, như vậy sẽ quay được hai vợ chồng luôn. Gió nó thổi rất là mạnh nè. Wow, wow, wow. Thì khi mà mình ngồi ở đây á, đường gió mình thấy được gió các bạn. Wow, gió mạnh quá. Thấy luôn chứ. Cái này á mà đi chơi xuyên bang là vui lắm luôn các bạn ơi. Đi mà chạy xuyên bang á trời đã lắm. Đi mấy cái đường mà đồi núi á. Ô, mình chạy qua mấy cái nhà hàng thơm á các bạn. Bây giờ trời nó đã nắng rồi. Hello, hello mọi người đi. Ủa, à. Đi đâu? Thì các bạn hãy đi, hãy nhìn cái chỗ mình đang sống nè. Đây là chỉ là một cái thành phố bình thường thôi các bạn, không có phải là thành phố sen nha. Các bạn thấy cuộc sống ở Mỹ sướng không? Ở đâu cũng có cỏ chứ á. Nó làm cho không khí trong lành các bạn, cây xanh quá trời luôn nè. Các bạn nhìn nè, cây quá trời luôn. Có cái anh chạy xe Ford Mustang bên đây nữa. Quay cho các bạn coi luôn. Đây là chỗ mướn xe các bạn, chỗ mướn xe vận chuyển nhà. Thì khi mà mình chạy mà chiếc xe nào mà kế mình đó các bạn, thì cái đèn này nó sẽ hiện lên, cái đèn nó sẽ nổi lên. Ok, tức là có xe ở điểm mù. À. Đó. À, đây là chi. Cho vợ mình lái xe cho các bạn coi để mình quay phim nữa chứ. Thành phố buồn nhớ không em, nơi chúng mình tìm đêm. Thì ở bên Mỹ á, tiền xăng nó rất là rẻ các bạn. Ở bên Mỹ tiền xăng nó rất là rẻ. Bữa hôm nay lên đi chơi nữa, đi chơi để quay phim nha các bạn, coi thành phố của Mỹ nè. Nãy giờ mình canh để nó ra highway mình quay cho các bạn coi. Tại vì nãy giờ chưa ra highway. Ok, bây giờ cái máy này nó chỉ ra highway các bạn ơi. Bây giờ chuẩn bị quẹo ra highway nè. Thì ra highway mình sẽ chạy tới với tốc độ cao. Bây giờ ở trong đây mình chỉ chạy có 80 thôi à. 80 cây số một giờ. Bây giờ ra highway mình sẽ chạy cao lên các bạn nhé. Trên. Để mình chỉ vợ mình chạy cái đã. Cái bị quẹo em. Các bạn thấy không? Bây giờ mình chuẩn bị ra nè, đó, đi theo.
thì mình sẽ đi Saint Louis nha các bạn, Saint Louis, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình bây giờ từ đường nhỏ, từ đường nhỏ mà ra đường lớn các bạn nhìn nè, đó cái cảnh đẹp chưa, cảnh đẹp chưa? Bây giờ, rồi bây giờ ta vợ mình đang tăng tốc lên nè các bạn ơi. Đó. Bây giờ vợ mình đang chạy với vận tốc là 100 cây số một giờ 80 mai các bạn. Và các bạn thấy không, ra qua hai quay ai cũng chạy lẹ đâu. Quá lẹ luôn. Bây giờ mình chạy hai quay á thì mình ít thấy nhà dân hơn, mình thấy toàn là xe không à. Chạy ra hay quay là chạy lên tới 80 luôn các bạn nhìn nè. Tám mươi là 120 cây số một giờ, 130 cây số một giờ các bạn nhé. Giờ mình đang chạy với vận tốc 110 cây số một giờ. Xe cứu quả là các bạn ơi. Bây giờ mình đang chạy trên xa lộ 70 của nước Mỹ. Xa lộ 70 này rất là dài các bạn. Cái cảm giác ngồi xe bôi trần trong cái mùa hè nó thiệt là đã. Cảm giác cái làn gió nó thổi vô mình rất là mát các bạn. Nước Mỹ là một nước có nhiều xe hơi nhất luôn. Thôi nước Mỹ là tiêu thụ, Bắc Mỹ là tiêu thụ xe hơi nhiều lắm.
bây giờ ở trên bản đồ nó chỉ cho mình có cây xăng nè, quán ăn nè, chỗ sửa xe nè, các bạn thấy không? Có một bữa mát vậy các bạn ha, quay cho các bạn coi. Đi qua chiếc cầu lịch sử. Wow. Một anh đã bị bật cảnh sát dịnh rồi các bạn. Sắp tới rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô cái exit 231A nha các bạn. Cái chiếc xe đó là cái chiếc xe để gửi hàng khắp nước Mỹ đó các bạn. Thì khi mà các bạn gửi hàng hay là chuyển phát hàng gì đó thì người ta sẽ gửi hàng cho các bạn bằng chiếc xe này. Vô đi. Vô đây nè. Các bạn thấy không, khi mà chiếc xe này mà có người ở bên á, nó sẽ kêu tít 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 tít. Đó, bây giờ mình vô exit này các bạn, các bạn thấy không? Khi mà vô exit là nó chỉ vô exit luôn, cái bản đồ rất là hay. Đó. Bây giờ mình trời mấy cảnh này đẹp quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Đây là một cái con đường bình thường ở nước Mỹ thôi, không có gì là xa lạ hết. Mấy cái này là gần cây, người ta cố tình người ta để như vậy để cho mấy con thú nó sống trong này, nó có con nai nó sống nha các bạn. Có con nai với lại có mấy con chồn, mấy con sóc nó sống á, bởi vì người ta không có phá nó. Ok ơi, mình đã tới nơi rồi. Hồi bữa là mình đi ăn cua ở Sòng Bài, là mình đi tuốt cái dưới đó các bạn ơi, nhớ không? Mình đi ăn cua ở Sòng Bài đó, ở Hollywood đó. Thì mình đi xuống đó, còn bữa nay mình không có đi ăn cua các bạn, bữa nay nó không có cua. Bữa nay mình sẽ đi ăn đang đồn Mỹ các bạn ơi. Ok, mình giờ mình vô đây, đi coi vợ mình bẻ cua nè. Mặt trời nó xuống núi các bạn. Tới nơi rồi các bạn của tôi ơi, các bạn hãy cùng mình đi khám phá cái chỗ này nhé. Khách sạn cho mấy người ở trong Sòng Bài ngủ. Các bạn thấy ở bên Mỹ á, tụi nó hay không? Cái chỗ nào mà nó có khu ăn chơi á, là tự nhiên khách sạn nó mọc lên. Đó, có nhà hàng nó mọc lên. Tại vì nó làm gì đó, nó giúp cho cái khu vực đó nó phồn thịnh lên, nó đông khách lên. Đó. Công nhận người Mỹ họ tính hay thiệt. Thế các bạn thấy không, Sòng Bài mọc lên là khách sạn mọc lên, khách sạn mọc lên là nhà hàng mọc lên, nhà hàng mọc lên là khu vui chơi mọc lên. Đủ thứ chỗ các bạn nhìn nè.
quá trời luôn. Công nhận người Mỹ nó tính hay gì. Khách sạn này rẻ hơn, mấy khách sạn này nó rẻ hơn khách sạn casino các bạn. Tụi làm ăn rất là nhạy bén ở trong cái lĩnh vực mà dành khách. Ok, bây giờ mình đã tới nơi các bạn, đó là you have reached your destination. Đó, bây giờ mình đã đi tới cái chỗ Day and Buster, có nghĩa là mình dịch tiếng Việt là địch và bịch. Day and Buster nha các bạn. Có thấy cái logo đó không? Là địch và bịch. Quá trời người tới luôn các bạn. Cái chỗ này giống như là cái khu vui chơi của người lớn nha. Cái hộp đêm. Địch ở nhà. Ok, để coi giờ mình đậu parking. À, dạ mình đọc bật kinh nè. Oh yeah, come on baby. Ok, ok các bạn, bây giờ mình đi vô các bạn ha. À, bây giờ đây. À, người ta nói là em giờ chân bước thấy mông lung cây me trước nhà. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi vô cái nhà hàng địch và bịch để tụi mình ăn tối rồi tụi mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Các bạn hãy đi theo dõi mình. Theo dõi là anh. Hãy follow me. Theo dõi luôn thôi là anh. Ok. Thì đây là cái khuôn viên của nhà hàng các bạn. Cái khuôn viên của nhà hàng đó rất là bự luôn. Ok, nó có cây trúc nè. Cây liễu các bạn, cây liễu. Đây là cái logo của cái nhà hàng này. Các bạn thấy không? Địch và bịch. Đây là Buster. Ok, bây giờ đi theo vợ của mình vô đây. Trời, công nhận vợ mình bữa nay mở nổi cánh cửa luôn các bạn. Trong này có bia, mình có thể uống bia được. Bữa nay thứ tư, tất cả mọi thứ đều giảm nửa giá các bạn ơi. Wow, trong này rất là sang. Ở trong này nó có nhiều trò chơi game lắm các bạn. Wow, nó có Battle Combat nữa nè. À, ok. Thì mình, nếu mà mình coi game á thì mình ngồi ở mấy cái chỗ này. Nếu mà mình không coi game á thì mình ngồi ở bàn các bạn ha. Bây giờ mình nói là ok. À, bây giờ mình bữa nay vắng nên nó cho mình vô bàn ngồi luôn các bạn. Mỗi bữa đi đông á phải đợi các bạn ha. Công nhận á, mình nói các bạn nói mình nổ, các bạn biết không? Ở Mỹ họ nói tiếng Anh không. Ok, giờ ok. Các bạn thấy không? Ở Mỹ á, tụi nó xài tiếng Anh không các bạn. Bây giờ mình đã tới bàn rồi. Thì ở đây là nước uống nè, ở đây là đồ ăn nè các bạn ha. Tất cả mọi thứ đều giảm giá. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này, mình sẽ bắt đầu video ăn uống các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đi chơi này.